Ngoài xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này em sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án một căn nhà mới nhất được thiết kế và xây dựng độc lập, duy nhất một căn. Với cái căn nhà này diện tích rộng 60m², thông số nhà là hướng đông bắc, mặt tiền của ngôi nhà 3m8, cách có đúng một nhà là ra tới đường ô tô đi lại, gần với bãi gửi xe ô tô ngày đêm, gần với khu đô thị Đô Nghĩa, gần với bến xe Nghĩa, gần với trường đại học Phenica. Căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong. Còn một chút về phần dọn dẹp nữa là quý vị có thể dọn đồ về và ở được luôn. Sổ đỏ chuẩn chỉnh, trao tay, dọn về được ở luôn mọi người nhé. Với thiết kế của ngôi nhà 60m, thiết kế công năng sử dụng vô cùng hợp lý. Đây là phần tầng 1 của máy năng đứng của ngôi nhà. Đây là cái khu vực mà chủ nhà thiết kế phần để xe riêng thưa quý vị. Gạch lát nền kích thước gạch 80-80, vân đá granite. Toàn bộ với cái ngôi nhà này, màu tông sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Còn một chút về cái phần lắp đặt về đèn điện nữa là xong mọi người ạ. Còn đâu thì hoàn thiện cũng cơ bản là xong hết rồi. Tuy nhiên với những cái căn diện tích rộng này nó không có quá nhiều mà lại có rất nhiều khách hàng mong muốn thiết kế độc lập một căn mà lại mong muốn diện tích rộng gần với khu đô thị thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này quý vị nhé. Với cái đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Không gian phòng khách rất là rộng, thiết kế theo kiểu hiện đại mới nhất bây giờ mọi người ạ. Đó. Diện tích rộng cho nên thiết kế làm sao cho nó hài hòa, phù hợp mà cảm giác là phòng của nó rất là rộng. Đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà, còn đây là phần thiết kế phòng bếp. 60m². Hướng nhà là hướng đông bắc. Đây là cái phần không gian phòng bếp. Hiện tại Ngọc Anh chia sẻ luôn là đang chưa có điện, chưa lắp đặt. Mà ở đây mọi người có thể nhìn thấy về cái ánh sáng tự nhiên vào trong không gian nhà rất là ok, tương đối. Đây là chủ nhà lắp một cái ở đây là cái cửa sổ trời đấy mọi người này. Đó, rất là thoáng. Một phòng vệ sinh ở cuối nhà sử dụng cho phần tầng 1. Về thiết bị vệ sinh thì cũng chuẩn bị mới lắp đặt mọi người ạ. Còn phần hoàn thiện tủ bếp thì gần như là xong hết chỉn chu cho quý vị rồi. Đấy, tủ bếp, chậu rửa, vòi rửa, phụ kiện bếp đều đã được lắp đặt xong hết. Đứng từ không gian của phòng bếp nhìn ra phần phòng khách để xe rất là hợp lý. Căn nhà này thì nó nằm ở trên mặt ngõ nhà nước, tuy nhiên thì ngõ này nó không phải là ngõ thông, cho nên quý vị có thể tham khảo cũng như xem Ngọc Ánh review để có thể biết được rằng cái căn nhà nó có phù hợp với cái nhu cầu, phù hợp với giá bán, phù hợp với đường hướng của gia đình mình hay không. Vị trí của nó thì thuộc Đông La, Hoài Đức, giáp với lại khu đô thị Đô Nghĩa, giáp với lại địa phận của Hà Đông, đó là phường Yên Nghĩa mọi người ạ. Thì nó gần với trường đại học Phenica, tính từ vị trí ngôi nhà này ra tới trường đại học Phenica chỉ 1,7 km thôi. Đi lại rất là thuận tiện. Và xung quanh thì dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, trạm y tế, rồi là ủy ban, rất là gần, rất là tiện. Đi làm phù hợp với bác nào đi làm ở Hà Đông này, đi làm ở Hoài Đức, đi làm theo tuyến đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài, rất là ok. Sau đây mời quý vị lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Thì trước khi lên tới cái phần tiếp theo thì Ngọc Ánh sẽ giới thiệu qua về cái cầu thang cho mọi người. Cầu thang thiết kế toàn bộ tay vịn là gỗ, còn ở dưới thì là thiết kế là sắt mỹ thuật mọi người ạ. Mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá tự nhiên. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo nhé. Với trên tầng 2 của ngôi nhà thì đây, ánh sáng tự nhiên mọi người ạ. Đây, ô dính trời ngoài ở phần cuối bếp này, còn ở đây là ở giữa mọi người ạ, để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Nhà thì vẫn chưa có điện nhưng mà thiết kế rất là hợp lý. Ánh sáng trước và sau, cầu thang ở giữa, hành lang rộng. Và đây là phần phòng ngủ phía bên trong. Đây mọi người ạ, phòng ngủ phía bên trong đây quý vị ơi. Thiết kế đây hợp lý vô cùng. Giếng trời để lấy sáng, thiết kế rất là hay, rất là hợp lý. Với phòng ngủ này thì đây, ở đây là chủ nhà thiết kế cửa kính mọi người nhé, rất là sáng này, thoáng này. Đó, phòng ngủ thì rất là rộng. Phòng ngủ thì được lát gạch lát nền, lát gạch thẻ mọi người ạ. Cái gạch này thì cái chất lượng của nó rất là đẹp, nó còn đắt hơn sàn gỗ, mà nó thiết kế y kiểu sàn gỗ mọi người ạ, nó giống như thế. Hệ thống trần thạch cao, cửa thông phòng đây. Cái nhà này thì chỉ còn phần hoàn thiện một chút về cái đèn led này, thiết bị vệ sinh là xong hết. Với những cái này thì nó chủ đầu tư chỉ lắp đặt trong khoảng tầm trong một ngày là xong thôi mọi người ạ. Nào quý vị có thể yên tâm dọn đồ về ở. Đây là phòng vệ sinh tầng 2.
đầu chờ tất cả vòi rất mọi người lắp xong hết. Cái này thì chỉ lắp trong một buổi sáng là xong hết cái phần thiết bị vệ sinh của cả ngôi nhà. Đây là phần phòng ngủ ở tầng 2 hướng ra bên ngoài. Ban công trước và sau. Đây. Đây mọi người ạ. Với cái vị trí này thì cách chỗ để xe ô tô ngày đêm rất là gần, cách có 20 mét là ra chỗ để xe ô tô ngày đêm. Ban công mở thoáng hướng nhà đông bắc cũng rất là mát mọi người nhá. Đấy, Ngọc Ánh review rất là chuẩn chỉnh hướng đường, vị trí như thế nào, cách với đường ô tô mọi thứ bao nhiêu. Đây, phòng ngủ thì vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất, giường, tủ, mọi cái bên trong cho quý vị. Nhà có sao, review quay đúng sự thật, đúng như hiện trạng để mọi người có thể nắm rõ được. Tất cả các phòng ngủ đều thiết kế rất là chỉnh chu, công năng sử dụng hợp lý. Tầng 2 thiết kế hai phòng ngủ thoáng trước sau. Vậy thì tầng 3 thiết kế ra sao? Mời quý vị đứng rời mắt khỏi video nhé. Và với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị. Đây. Siêu thoáng, một phòng riêng. Quý vị có thể làm phòng ngủ, phòng thờ thì tùy mục đích công năng. Đây là phần phòng vệ sinh ở tầng 3. Đây. Phần là tầng 3 phòng ngủ đây ạ. Rộng, thoáng, phòng nào cũng có ban công, cửa sổ ánh sáng như thế này. Thực tế, rất nhiều khách hàng thích những cái căn mà diện tích 60m, 50m ở trên kênh của nhà tốt không quá nhiều. Đấy là Ngọc Ánh chia sẻ thật. Mà cái giá bán của nó thì rất là hợp lý tại thời điểm hiện tại. Giá bán hợp lý, lãi suất ngân hàng cho vay rẻ. Phòng vệ sinh ở tầng 3 đây. Ô dính trời để lấy thoáng xuống khu vực cầu thang. Công năng sử dụng rất là tương đối. Và phần sân phơi còn lại của ngôi nhà. Đây chính là cái ô giếng trời mà anh đã chia sẻ ở phía dưới tầng 1 cho quý vị, để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực tầng 1 ở phòng bếp. Đó. Còn mọi người có thể ngắm nhìn xung quanh, dân cư, mọi cái đầy đủ hết cho quý vị. Tiện ích, sinh hoạt đầy đủ. Trường mầm non cấp 1, cấp 2, cách vị trí ngôi nhà chỉ tầm 500m. Chợ dân sinh cũng vậy, tiện ích tương đối. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Ngoài chỉ sử dụng hai số điện thoại duy nhất trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.